Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 5 thì cũng cận ngày đại lễ lắm rồi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi thì đại lễ đã chính thức diễn ra. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến trung tâm chùa An Bà Tự để xem coi các cô, các chú, các anh đã chuẩn bị được tới đâu rồi nhé. Xin trân trọng kính mời. Trước mắt của quý vị là trại cơm số 4 là ở khu Hải Đến, nằm đối diện với cổng chùa An Hòa Tự. Thì trong dự kiến là trong ngày 17 và 18 tháng 5 thì ban tổ chức sẽ có đãi cơm miễn phí cho khách hành hương và đồng đạo về cung viếng tại 6 điểm. Một là điểm chùa An Hòa Tự, hai là điểm tổ đình Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, ba là điểm ở ấp Thượng Ba, thị trấn Phú Mỹ, nhà của Tâm Rô. 4 là điểm ở ấp Trung 2, xã Tân Trung, nhà ông Võ Văn Sơn. 5 là điểm ở đất của Hải Đến, trước cổng chùa, là tức là điểm số 4 mà chúng ta đang thấy đó quý vị. Và một điểm ở nhà bà Lê Thị Kim Loan ở ấp Trung Hòa, xã Tân Trung. Thì để việc đãi cơm diễn ra chu đáo, vệ sinh thì ban tổ chức sẽ có lắp ghép nhà tiền chế, gỗ tạp, lập tôn và có thêm lán trại trong khuôn viên An Hòa Tự và tổ đình Đức Giáo Chủ để phục vụ cho bà con. Còn đây là cái điểm lễ khán đài, nơi sẽ diễn ra cái phần chánh lễ vào ngày 18 tháng 5. Đến sáng 17 tháng 5 thì đại lễ sẽ chính thức diễn ra. Vì vậy là tất cả các công đoạn đều phải tranh thủ hoàn thành trong ngày 16 tháng 5 ngay quý vị. Cho nên các chú các anh đều làm việc phải nói là rất cật lực, tranh thủ gấp rút chạy đua với thời gian.
chào chú. Dạ, bữa nay mình chuẩn bị chùi lư lên chuẩn bị lễ tới hả chú? Ngày 26 đậu bất giáo của hảo năm 2022. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Chùi cái chuông của trong chùa hả chú? Chùi chuông trong chùa ha, để chuẩn bị lấy ha. Dạ dạ dạ. Còn đây là khu vực phía sau chùa An Hòa Tự. Thì như trên màn hình quý vị đã thấy đó, thì hôm nay các khu vực mà đại bánh nước thì cũng đã được các nhà mạnh thường quân phối hợp với ban tổ chức tranh thủ dựng lều trại lên để chuẩn bị cái công việc tiếp đãi bà con. Mình đẩy được cái đẩy nước bánh rồi nè chú. Ừ. Dạ, rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Mình chuẩn bị được. Dạ dạ dạ.
Ừ, anh em thầy giáo xuống làm từ thiện ha. Phải không biết phải rồi. Thôi thôi, chừng cái máy nó bị chập mát á. Ông thầy này, ông thầy vô đức này là công đức dữ lắm à. Ông nói ông biết rồi, để bữa nào tôi cho ông muốn gì chiều nay tôi lên tôi mở một bánh tượng nha, tôi cho ông coi. Rồi có mở rồi, không có quay hôm rồi. Hôm làm không phải không? Hôm đi ngang gặp rồi quay luôn rồi. Tôi còn chưa đưa cái bản phép lên. Vậy đó hả? Để máy quay đây. Tới môn ổng là học bữa chắc bữa 16 tập trung quá anh chị ha. Dạ 16. Cháu có gì ta dụ muốn quay phim liên hệ trước rồi người ta diễn nhiễm rồi ta làm giả trước á. Đâu có việc rồi, nhưng mà lúc mà diễn đó ta phải tập trung. Lúc khi diễn nó không có đúng, không có đúng. Ví dụ bây giờ chút mắt này lợi ta sắp quay phim đó. Còn hay là ta diễn viên ta chỉnh tề ta làm cho ta diễn cho đạt. Chứ diễn hồi nó mệt rồi, nó biết làm luôn rồi. Đây là mấy chú mấy anh là trong cái tổ từ thiện của xã Phú Thạnh ha. Ha, thầy Vô Đức. Đây nè, trước mặt quý vị là ông thầy Giáo Đức nè, ông đang dạy ở trường trung học cơ sở thị trấn Gò Dàm. Đó, mặc dù là giáo viên dạy vậy đó nhưng mà ổng làm từ thiện là rất giỏi nha. Rảnh là bắt đầu ổng làm công tác từ thiện xã hội, lái xe cứu thương, rồi nói chung là cái việc thiện nào cũng làm. Này là cũng là tấm gương sáng à cho mình rảnh làm đi chạy xe về nghe quý lắm à.